thì bấm bây giờ anh đang mình bấm một cái. Chú cái cưa vô bán chú. Rồi trình bán. Cái cưa mình nồi bán không? Trình bán này. Không có, không có cưa đằng ra. Có rồi nè. Sáu cưa rồi mình đưa cái cưa thấy nữa. Này cái cưa được không? Để cho máy để coi là anh cho anh bấm cho anh bấm đi coi. Anh bỏ hết cái rồi mấy dĩa đồ chứ anh cắn nhánh cắn đùa đồ gì. Rút cái tay xuống rồi đó. Gì gì rút cái không phải để cũng y vậy gì đâu có cọc cái nào không giờ có cọc cái cọc có thì da cái góc có phía kia tầm mờ xa xa đó. Qua đế rồi đã rồi rồi cát cành đấy rồi thằng lì vọng hồ vào mỗi người có một cái thành viên dạ, quá đẹp. Thoát liền nhà chứ. Rồi sao đây, rồi sao đây, sao lắm. Cái đồ đây. Hết dùm cho hai cái đục xanh được, hai cái là đủ rồi. Để cành nó được cành nó mong ta đẹp trầu với cái uống về ấy cái đó là phải cái đài chứ mất cái đài cái đó được mà căng đối được cái tay rồi nói một cái không mà so thôi chứ cái này cái tốt vậy. Đặt đây, đặt đó, mệt liền.
nó nói đồ gần cháy thì được, mà cái công nó đồ đó mua được cho người cô chứ không mua là không mua được. Dạ. Chứ không để nhuộm không là gì anh. Cho trước hầu giờ thám gì đó. Cái xin gần cho lắm. Con à. Khi có cháo rồi bắt đầu là có cây ngon được. Dầm dầm thì rất thế luôn. Hồi xưa dầm rất thế thằng ấy. Cá mà nứt lên rồi. Bây giờ anh cái nhiệm vụ là anh. Dạ. Dạ. Đi đồ nghe. Dễ vậy. Cái đồ nới rồi mà. Lên cơm lên nứt. Rồi thì năm tối này không bắt được, không bắt thì không. Dạ. Chọc để lấy tiền kinh thầy. Trời đất ơi lá màu. Tấm lòng canh cái đó. Bẻ không bẻ. Cái này dễ bẻ vào mà. Đó chứ không phải là cái ra chập mình. Em chập rất. Ấy nếu có vừa bẻ bồng thì đem vô xe giấu thì kiếm cái gì trầm cái chậu là cái mới có bọt đó. Đó mà bỏ cái cách xong nó quăng ơi. Chú quăng. Nó không cổng dùng con nghe, chạp nó đồ chừng bó bàn rồi, bó bàn rồi tôi nói chuyện với tụi hắn núng má mực. Lần mà tôi nói là nó đứng trống không nói chuyện hết, tôi thương rồi. Dạ. Bên đường số mày. Cũng nhắc tới cái bài đó. Đây chiếc xe ô tô rỡ. Công hả, giữ chiếc xe đó hả? Trùng chiếc xe đó. Má chỉ cái chiếc đi. Ai thì không có anh nghe. Lùi gì nổi. Có cái lùn ngà không được bao nhiêu chứ nuôi tổ cái thằng chú Âu không? Mà che cửa đó quá, tao mờ lẻ đó. Dạ. Dạ cửa sướng rồi đó. Mày cửa ngủ mới tự nhiên ngủ, thật cứ vô tay mới. Anh cứ anh. Cứ đứng ngủ quá, em cứ đụng nấy. Chân hồng nó có cái gì đó. Mỗi lần lộn ngủ khá nó mừng cưa quanh. Cắn cái út này đứng. Đưa cho nó cưa cái rễ khế nghe. Hồi ra đi. Nó chưa quấn. Mà. Được sao cũng đi. Lâu ngà nó không có. Có con kẹo có nhận nhờ không cho con? Cho chị nhé. Đã đi má mình thua rồi. Kẹo cán này hả? Trời cười giống cán à. Kẹo bóng tao đây hả? Mua con kẹo giống ta nè. Đích ta kìa. À kẹo ấy đó hả? Dạ, con có nhận á. Anh thắng đồ giật kinh. Con không có thương gì đâu. Lùm cho họ nó nội xuống ăn trưa ăn thuốc ăn. Đồ nhảnh nội cho ăn xuống tràn lùm tích người trưa cho ăn xí. Chạy ngồi thì lúc đi chơi dẫn vào đi chơi thấy cổng đầy về phỉnh phỉnh có qua lên tôi em tin nhân chạy nhận xin số được câu đấy không cái túi đó cái này là cũng tính được xin số được bên đi con mà cũng cái về sao đất đỏ dùng trồng cơm cho anh nha. Thế. Đổ về sao đất đỏ trồng cơm. Đồ. Biết à. Đất đất này nó tự độc. Nhẹ. Đâu, độc luôn cái đồ đất nó bởi vì nhẹ qua nó tách vô bình thường. Điện trước cho nó đi nhạo rồi mất công. Điện nghe nó trước thì đã chạy tới người nữa chứ. Chị, cưới thầy. Chú quắn, chú bó thử đi, bó thử được, có đủ không? Đúng không? Lấy cái mông đi không? Đây, đây. Giấu mất độ con là trâm đẻ nó xuống rồi riết nó vô rồi. Không 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 không
Không có không? Vô vô rồi. Trời, hay không nè. Không? Vô. Anh ở tôm cày ở núi Thành anh. Tôm cày. Mấy đứa rủ đi mượn một em sáng sâu không ăn gì sáng sâu phải không? Hai sáng đẹp. Từ tới giác thì không có nói đợi mà. Cái người ta có đứa ở đây chắc sáp mực sáp lục xe lấy mà lục xe bốn chân thôi mà chắc về à luôn á. Mấy tầm mấy